nhìn thẳng này. Trước tí. Ok. Chú này, lượm lượm nhá. Dù bên là gì? Nhìn mặt nó bất cần. Rồi. Riêng với boxing chỉ cần buộc tỏi thôi, đánh dối ở đấy. Em chả để ý được. Rồi buộc ngựa tít tít lên đây này. Xong rồi cuốn một ít cái tóc đen lại. Xong rồi xù lên. Bán được không? Tay bám một tay dê chiến thắng. Bám được không? Bám được, bám được. Bám được. Nhanh lên con. Cố lên. Diễn xong mà. Cố lên. Dễ mà, dễ như ăn kẹo luôn này. Thả lên đứa thằng đấy. Thằng đấy. Thằng đấy. Thằng đấy. Con không sợ, con không sợ. Đây này, muốn giữ được thì con phải cho cái chân này thịt ra một tí. Đấy. Cứ đổ về trước là được. Xin chào cả nhà ngày hôm nay. Siêu quá. Ok. Nay nhà Pro đang chụp hình concept. Nào. Boxing. Đấy, cứ đổ về trước vui siêu quá. Quá xuất sắc luôn. Đây là màn đu dây. Ok. Bánh bộ dàn di đẹp thế nhỉ? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Giới thiệu với cả nhà, đây là siêu mẫu Phương Nam. Thầy Nam đã có rất nhiều năm huấn luyện training về gym và kickboxing. Thầy Nam tìm huấn luyện chị mấy đường cơ bản nhỉ? Tỉ thí. Thanh niên bánh xong chưa nào? Lên sàn đi. Lên sàn rồi bánh được. Hello mẹ Bảo Nam. Ừ, cho đánh cái đấy đẹp con ạ. Để nó bởi vì là cái cuốn tay ấy, nó hơi bí. Phải các bạn lớn chắc may ta chịu được. Ủa gì à? Là công tác hậu trường của concept boxing. Con ơi. Xuống, tôm. Xuống. Hay cho tôm chụp trước đi. Thôi để tôm chụp sau. Em cuốn tay rồi. Cuốn chưa? Chưa. Cuốn cái ba màu đỏ. Màu đỏ đi ạ. Màu đỏ. Thấy cái đấy hơi to. Cái đấy băng đôi. Nào, đứng ở giữa nè. Ơ, thấy anh Thầy vẫn chưa chụp cái này. Đấy, cái đấy phải chụp dưới. Ngầu quá cơ. Ok. Cái quả dây kia nó có cầm nổi không? Giỏi quá, dạo này rất là... Nhìn này, bánh nhìn vào đây này. Bánh nhìn vào đây này. Rất là nghe lời luôn ý, chụp ảnh quá là thằng chú này. Đây nhiều đây, bỏ môi ra. Đánh bỏ môi các ra. Các mẹ ơi, trên hình ảnh là bạn đi. Siêu mẫu nhí bánh cu tê. Các mẹ thả tim cho con nha. Rất là ngoan. Chi Ninh mới có 3 tuổi thôi mà bạn ấy rất là hợp tác luôn ạ. Đúng rồi. Xuất sắc. Nhìn chú này. Bánh ơi. Há miệng ra. Mở miệng ra. Đây. Bặm môi cũng được mà, kệ nó. Ôi giời, ngáp rồi. Nào nhìn đi. Đây. Đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi, con nhìn lại được. Quá ngầu. Quá đáng yêu. Ok đổi nào. Thầy bị mù cho nó này. Đúng rồi, ngầu thế chị. Ngồi xuống. Trang ơi, mang đồ tập đấy, làm bài pick không? Không, em á. Đúng rồi. Em có pick đâu. Ô, đi tập mách mổng đi, đánh son thôi. Concept này là phải... Quá đẹp. Rồi.
mày không tập boxing mà chuyên nghiệp quá cơ, tạo dáng okay. Chất ngầu. Em bảo này, hay chị thử xem có bới được một búi tóc cũng được ấy. Em chỉ bới tóc bộ này của Lavi đẹp thế. Có sự đầu tư không hề nhẹ. Các mẹ chuẩn bị lên đồ này, đi lên phố đi bộ nhá. Cả tính à chị? Cả tính chứ còn gì nữa, lên phố đi bộ chỉ có phong cách đường phố thôi. Chưa tìm kiếm được thanh niên nào trượt quả xe ngầu. Xe điện ấy, ba bạn lớn đi dàn hàng okay. Chất lắm, quay hình hơi okay. Chất. Nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây. Cái quả khẩu trang ở đâu ra đây? Nhìn đây. Người ngoan dã man luôn. Quá ngoan. Tháo đi, chỉ mở mỏng. Nhìn đây. Tay có để như này. À, đây nào. Xin chào cả nhà, đây là thanh niên bánh 13 tuổi. Siêu ngoan luôn ạ. Tất cả các concept chụp hình đều rất ngoan luôn. Xuất sắc. Bao nào?